Chào các em, đây là anh Tài đây. Anh đang uống mà cà phê mà Starbucks không? Ở trong cái quán cà phê Starbucks ở trong cái trung tâm thương mại đó, kêu bằng đó là Terminal 21. Trong tiếng Việt đó, dịch lại cái đó là cái ga 21 hay là cái trạm 21. Thì nó gần cái ga kêu bằng đó là BTS Ahsoka, gần cái tàu mà điện á. Cái ga của nó tên là BTS Ahsoka, trong cái trung tâm của thành phố Bangkok. Liền giờ anh đang chờ cho nước Việt Nam nó mở cửa để cho anh đem gia đình về Việt Nam. Ok, trong cái video này đó anh muốn chia sẻ với các em á, vụ cái ISO là cái gì. Cái chữ ISO ở trong cái tiền mã hóa đó thì nó kêu bằng đó, cái này là cái phương pháp mới mà để nó mà dây tiền để mà làm cái dự án của nó. Ok, thì cái ISO đó nó đứng cho cái chữ là Initial Stake Offering. Ok, initial là đầu tiên, stake là mình đào, offering là nó đưa ra. Ok, nó là cái dự án mới, cái cách mới để cho nó dây tiền. Thì tụi em cũng biết hồi xưa đó, tụi anh bên phe của tụi anh là cái đài đầu tiên đó mà tạo ra để dạy cho bà con đầu tư trong cái Bitcoin với cái tiền mã hóa trong năm 2013. Thì lúc đó đó, trong cái năm đó đó, với trong 2014 đó là tụi anh là cái đài đầu tiên mà phỏng vấn cái thằng mà chủ dự án của Ethereum là thằng Vitalik Buterin, lúc nó mới 19-20 tuổi đó. Rồi xong rồi là tụi anh khuyên bà con là nên tụi anh làm cái video giải nghĩa cái lý do mà tại sao bà con nên đầu tư vô trong cái dự án mà Ethereum lúc đó. Mỗi cái đồng tiền nó chỉ có bán có 30 cent thôi. Thì lúc đó cái giá của Bitcoin đó là 500 đô la một Bitcoin. Xong mỗi một cái Bitcoin mà mình gửi cho cái thằng mà chủ dự án mà Ethereum đó thì nó sẽ gửi mình 2000 cái Ethereum. Thì lúc đó đó cũng mà tụi anh đó là cái mà đài đầu tiên mà giải nghĩa cái Ethereum là gì, rồi xong rồi lý do tại sao mình nên đầu tư vô đó. Thì lúc đó hồi đó tụi anh đó, bên phe của tụi anh đó mua cái đồng tiền mà Ethereum đó trong cái dự án đó, bọn thì nó chỉ có 30 cent một cái đồng tiền thôi. Thì ngày hôm nay đó mỗi cái đồng tiền đó là nó tới 4800 đô la mỗi một cái đồng tiền. Ok, thì cái đồng tiền đó là cái đồng tiền đó mà tụi em nghĩ là nó từ 30 cent tiền đô la đó không, mà lên tới 4800 đó thì nó lợi bao nhiêu. Ok, thì đó là hồi xưa đó anh bán hết trơn đó không, lúc nó chưa được mà 20 đô la nữa là anh bán hết. Tại vì là tụi anh lúc đó cái dự án nó bị tấn công đó, sao anh sợ mất hết tiền đó, bởi anh bán hết. Bởi vì anh cũng lợi nhiều chứ không phải quá nhiều, mình không lợi tới cái mức mà 4800 lần bây giờ. Ok, mà nhờ cái tiền lời đó không, anh mới đầu tư vô á thêm cả một chục cái ICO mà nó mới ra đời trong năm 2014, 15, 16 với 17. Ok, thì lúc mà tụi em hỏi anh làm tiền sao đó, là hồi đó tại vì tụi anh là cái đài đầu tiên để mà dạy cho bà con đầu tư trong cái Bitcoin với cái tiền mã hóa đó, thì tụi anh mua vô hết trơn mấy cái dự án mà nó ra đời trong 2014, 15, 16 với 17, phần nửa 17. Ok, thì bởi vì nhờ cái mấy cái mà cái đầu tư đó mà tụi anh mà có thể mà nghỉ hưu sớm được ngày hôm nay. Ok, thì đó là trong mà 2018 đó, nhà nước bên Mỹ đó, công an bên Mỹ đó, công an tài chính đó, nó kêu bằng cái SEC đó, thì nó ra nó báo với bà con biết đó, là cái cách mà tụi mà mấy cái đồng tiền mà mã hóa nó dây tiền đó, cái phương pháp mà nó dây tiền bằng cái ICO đó là nó phạm, là nó không có nên làm. Tại vì cái đó có thể rằng là nó phạm luật. Nó nói rằng cái công an nó nói rằng cái đó không phải là 100% nó phạm luật hết, mà trung bình á nhiều cái dự án đó, cái cách mà nó dây tiền gì đó, nó không có đăng ký với nhà nước, nó xin phép nhà nước đó, thì cái đó nó không có, nó khuyên bà con đừng có nên làm cái ICO. Thì sau đó đó là tụi anh không có đầu tư vô cái ICO nữa, tại tụi anh sợ rằng á là mình đầu tư vô cái ICO đó đó, rồi xong cái mà công an mà nó điều tra đó, xong nó nói rằng cái dự án đó nó phạm luật bên nước Mỹ đó không, thì là mình sẽ cái giá nó sẽ sập tiền, rồi xong mình sẽ mất cái cơ hội để mà làm lợi trong cái dự án đó. Bởi vì là tụi anh không có đụng từ 2018 tới giờ, đầu 2018 tới giờ đó tụi anh không có mua vô cái ICO nào nữa hết trơn á. Ok, thì á là sau cái đó đó, mấy cái sàn đó như Binance, mấy cái sàn Qcoin, rồi mấy cái sàn đó không, bắt đầu nó ra nó kêu bằng cái IEO, phải không? Hồi xưa đó là đầu tiên đó là cái ICO, xong nó ra cái IEO. Cái IEO này đó
là một cái phương pháp mà hay hơn nữa để cho nó dây tiền, để nó làm cái dự án đó. Mà cái này chẳng hạn cái bông là mấy cái sàn đó nó thích mình đó thì nó mới mình trả đủ tiền cho nó, với lại nó thích mình đó mình phải trả đủ tiền cho nó, rồi xong nó phải thích mình nữa, rồi xong nó thích mình nữa thì nó mới nó phụ mình đó cái dự án này đó, làm cái IEO đó để dây tiền dùng cho cái dự án đó, xong rồi nó lấy 10-20% cái hoa hồng đó. Nó thí dụ nó dây được đó là 10 triệu đô la đó, thì nó giữ hết 2 triệu đô la, rồi xong rồi cái 2 triệu đô la đó phụ đó bông là tạo trả, coi như mình trả tiền cho cái sàn đó để cho nó phụ mình dây tiền, với lại nó mình trả tiền đó đó để cho nó phụ nó đăng cái đồng tiền mình lên trên cái sàn để cho đó là mình có cơ hội để cho bà con giao dịch cái mua bán cái đồng tiền đó. Rồi xong sau này đó nó ra cái sàn đó, mà Uniswap đó, mấy cái nó kêu bằng cái swap exchange đó bông, là nó không có chủ, nó không có gì, cho nên cái này nó kêu bằng cái decentralized exchange đó, là cái sàn mà không có chủ, ok, nó không có trung tâm đó. Thì đó là cũng nó ra cái sàn này rồi đó bông, là cái người nào muốn đăng cái đồng tiền của họ lên đó, họ có quyền đăng lên, họ không cần phải xin phép cái sàn nữa. Thì cũng đó thì mấy cái thằng IEO này nó bắt đầu á nó chết ra, thì nó cái công nghệ cũ rồi đó, cái phương pháp cũ rồi đó, nó không có chú ý nữa đó. Bởi bà con bắt đầu á là dây tiền á trên cái sàn mà Uniswap với lại cái sàn PancakeSwap, mấy cái sàn mới mà nước Mỹ nó kêu là cái swap exchange đó. Ok, thì á bây giờ đó nó ra cái phương pháp mới nữa, còn hay hơn nữa bông, nó kêu là cái ISO. I là initial, S là staking, O là offering. Thì trong cái phương pháp mới mà nó dây tiền này đó thì là nó tạo ra trên cái hệ thống là Cardano. Thì có thể rằng là nó làm trước trên cái đồng tiền khác mà anh không thấy, sao anh chưa thấy nữa không, là gần đây đó cái hệ thống Cardano đó là của là một cái đồng tiền mà một cái dự án lớn nhất trên thế giới lần bây giờ đó không, thì là nó là một cái dự án lớn nhất trên thế giới cho cái vấn đề trong cái lĩnh vực mà hợp đồng thông minh. Ok, thì nó mới gần đây đó, mới cách mấy tuần nay đó, nó làm cái upgrade đó, đúng không, là nó bây giờ nó có cái mà bà con nó muốn làm cái mà hợp đồng thông minh đó bây giờ có thể làm được rồi. Hồi xưa thì nó chưa có ra cái bộ phận đó, xong bây giờ nó ra cái bộ phận đó là mình làm được cái hợp đồng thông minh đó, thì bà con đang xúm nhau đó. Bà con thấy á, mấy cái dự án mà nó làm, nó sử dụng cái hợp đồng thông minh đó trên cái hệ thống mà Ethereum với cái hệ thống mà Binance Smart Chain đó, thì nó thấy cái phần mềm nào mà thành công đó, cái app nào mà nó thành công đó, thì á, nhiều bà con vô đó muốn nhái cái app đó hay là cái phần mềm đó mà làm trên cái hệ thống của cái thằng Cardano. Thì á, như thí dụ đi, trên cái hệ thống Ethereum này ha, rồi xong cái hệ thống mà mình trong cái hệ thống Ethereum, trong cái hệ thống PancakeSwap đi, nó có cái dự án nào á mà hay đó, mà nó thành công rồi đó không, thì á là cái tụi mà bên mà cái dự án mà Cardano đó, bên này đó nó muốn á là lấy mấy cái này bên này đó, nó nhái lại nó làm bên đây. Ok, thì á trong nó có nhiều cái dự án nó sắp sửa nó ra liền, bây giờ có 100+ cái dự án trên cái đồng tiền Cardano, tại vì bây giờ nó có cái hợp đồng thông minh rồi đó không, thì á anh không có để ý hết, tại vì á anh không hiểu hết được. Right. Mà một cái dự án á, mà anh hiểu được đó bông, là nó kêu bằng á, là Sunday Swap. Thì cái Sunday Swap là gì? Cái Sunday Swap đó bông là nó nhái theo á, cái thằng Uniswap. Nó nhái theo cái thằng Uniswap gì vậy? Tại trong hết trơn cái dự án á, mà trên cái ETH, cái hệ thống ETH đó bông, là cái Uniswap á, là nó lớn nhất, nó làm lời nhiều nhất, mà nó nổi tiếng nhất, mà bà con sử dụng nhiều nhất nữa. Ok, là tại sao vậy? Tại vì nó làm nó tạo ra cái dịch vụ á, cho bà con á trao đổi mua bán cái đồng tiền đó mà không cần xin phép ai hết trơn á, nó không cần mình nộp giấy chứng minh nhân dân của mình hay là gì hết á, xong rồi mình không cần đóng thuế, không cần cái gì trơn á, mình chỉ người nào muốn lên chỉnh đó không là mình giao dịch được, mình mua bán được, mình không cần xin phép ai, mình không cần hỏi ai hết trơn á, người nào có tài khoản đó xong có đủ tiền đó là họ có quyền trả cái phí giao dịch đó rồi xong họ giao dịch thôi. Thì á nó rất là nó là cái phần mềm á, hay là cái app á, hay là cái dự án á, mà nổi tiếng nhất, mà bà con sử dụng nhiều nhất trên cái hệ thống á, mà Ethereum. Rồi xong rồi sau đó là nó nhái á, cái tụi mà cũng mà nó ra cái Binance Smart Chain á, thì nó nhái qua bên đây, thì nó cũng mà nó nhái qua bên đây á, thì nó kêu bằng á, là cái Pancake qua cái Pancake nó kêu bằng cái Pancake Swap, thì nó nhái cái thằng Uniswap á, qua bên cái hệ thống Binance Smart Chain á, xong nó đặt cái tên á, là Pancake Swap. Pancake là bánh ăn sáng bên Mỹ, ok, swap là trao đổi, ok, là nó đặt cái tên đó
theo cái món ăn, đúng không? Tại sao vậy? Tại nó bắt chước theo á, cái hãng Apple đó, Apple nó đặt cái tên nó theo cái trái cây á, đúng không? Cái món ăn á, thì á, bên đây á, cái thằng dự án mà Cardano này đấy không, thì nó cũng bắt chước theo vậy luôn, thì nó cũng bắt chước nó đặt cái tên á theo cái kem á kêu bằng Sunday, ok? Cái Sunday là cái kem mà mình ăn á để tráng miệng đó, thì á, là nó đặt ra kêu bằng cái Sunday Swap. Sunday là cái kem ăn tráng miệng, xong rồi Swap á là trao đổi đó, là nó đặt cái tên á, dự án của bông là cái kem trao đổi. Thì cái tên á, anh chỉ nói gì để cho tụi em hiểu lý do tại sao nó đặt mấy cái tên á theo đồ ăn á, là hết trơn mấy dự án nó muốn bắt chước theo thằng Apple đó, đặt theo cái tên tuổi á mà theo cái món ăn, ok? Thì á, cái món ăn á, mà Sunday á, thì nó rất là nổi tiếng bên Mỹ á, người ta thích ăn cái đó lắm, ai cũng thích ăn cái chân á, cái kem đó chân á, bởi vì nó đặt theo cái tên đó, ok? Thì á, trong cái thằng này đó, nó biết rằng á, là nó dây tiền không được, tại vì nó mà dây tiền á, giống như cái ICO, giống như hồi xưa cũng mà tụi anh mới bắt đầu cái đài mà dạy cho người ta dụ đầu tư trong cái tiền mã hóa với Bitcoin đó không, là nó sẽ phạm luật bên Mỹ, bởi vì á, là tụi nó á, liền giờ tụi nó nghiên cứu cái cách đó không, là liền bây giờ là hiện đại liền bây giờ đó là người nào cũng đang stake á, là đào cái thằng Cardano. Như anh có Cardano phải không, như thí dụ như anh có 100.000 cái đồng tiền Cardano đi, thì cái giá trị nó liền bây giờ đó là $2, thì $2 nhân cho 100.000 cái đồng tiền Cardano đó, thì là $200,000 tiền Mỹ, ok? Thì anh mà đưa vô cái hệ thống của nó đó, xong anh đào, anh phụ, anh đưa cái máy tính của anh ra để anh phụ và anh đào cái đồng tiền này đó, thì một năm nó trả cho anh đó là 5%, thì 5% đó mà trong cái tiền, cái đồng tiền Cardano chứ không phải là trong cái tiền đô la, không, thì đó là 5% nhân cho 100.000 cái đồng tiền mà anh đang có đó, thì nó sẽ ra đó là 5.000 cái đồng tiền. Thì tụi em nghĩ là cái 5.000 đó, đồng tiền đó nhân cho $2 một đồng tiền đó, thì đó là nó là hết $10,000. Thì $10,000 mà chia cho $200,000, cái giá trị của anh đang, cái đồng tiền mà anh đang cầm liền bây giờ đó, thì đó, nó là 5% cái lãi trong đồng tiền, chứ không phải là không phải trong đô la nha. Nhớ nói nha, cái đó cũng mình đào cái thằng Cardano đó, là nó trả bằng đó, cái lãi đó là bằng đồng tiền chứ không phải không bằng đô la. Rồi sau mình lấy cái đồng tiền đó, mình ra cái sàn đó, mình giao dịch, mình mua bán sao đó, thì cái thị trường nó nói, nó đưa ra cái giá của cái đồng tiền đó, thì cái đó là cái tiền lãi của mình. Thì á, như thí dụ như tụi em mà mua $2 đi, mà sau này á, nó đào ra được cái đồng tiền đó mà nó lên tới $4, thì cái 5% lãi đó nó thành đó là 10%. Bởi vì nhiều bà con người ta thích vô, người ta thích đào cái Cardano với cái Tezos, với cái đồng tiền Tezos, với cái đồng tiền Polkadot, rồi mấy cái lý do là gì đó. Tại vì ta muốn mua cái giá thấp, rồi xong rồi đó là nó đào vô. Như hồi đó cũng mà bên phe của tụi anh với mấy đứa học sinh của anh á, anh mà tư vấn cho mấy đứa học sinh của anh á, thì tụi nó mua vô đó cũng mà nó còn á là 5 cent, 10 cent, 20 cent. Mà xong sau này cũng mà nó lên tới $2 đó bông, nó nhân hết 10 lần rồi. Bởi vì cũng mà tụi nó đào ra liền bây giờ đó, tụi nó đào ra đó bông là nó lợi bông cỡ 100% một năm liền, đúng không? Là 100% trong tiền đô la, mà trong cái tiền đồng tiền Cardano thì nó chỉ lợi chỉ có 5% thôi. Mà cái giá trị nó bung lên hết 10 lần rồi. Bởi vì là mình tính trong tiền đô la đó thì nó lời mỗi một năm có 100% lần, ok? Thì nhiều đứa nó liền bây giờ mà mấy đứa học sinh của tụi anh đó không, nó theo dõi tụi anh đó, nó học hành, nó học cái chương trình của tụi anh đó, thì nó làm lời nhiều trong cái vấn đề đó. Thì liền bây giờ đó tụi em biết rằng là anh đã nói hết nhiều lần là trong cái thị trường châu liền bây giờ đó, mình không có bỏ tiền ra để mua cái đồng tiền mới, mình chỉ cầm, tại vì là mình sắp sửa chốt lời rồi, bởi mình không có mua vô, đúng không? Là mấy người á, mà amateur đó, amateur với lại mấy người á, mới bắt đầu đó, không biết gì á, thì họ mới mua vô trong cái thị trường gấu châu thôi. Còn á, bên phe của tụi anh á, đã làm này lâu rồi, đúng không? Từ 2012 tới giờ tụi anh không có mua vô cốt mà cái thị trường gấu. Tụi anh mua vô đó tụi anh không có mua vô trong cái thị trường châu, tụi anh mua vô trong cái thị trường gấu. Tụi em nhớ nha, con châu với con gấu đó là cái dấu hiệu của cái thị trường á, mà mua bán mà cổ phiếu. Con trâu á là cái sừng của nó cũng nó quýnh con trâu đó, con gấu đó là cái sừng nó quýnh lên á là cái thị trường nó lên giá. Còn á, con gấu á nó quào xuống, nó quýnh xuống bằng cái tay nó đó không, nó quào xuống đó là cái thị trường nó sập xuống, rồi xong rồi nó sập giá. Bởi vì á, liền bây giờ á là cái thị trường nó đang lên, bởi mình kêu rằng cái thị trường trâu, ok? Thì trong cái thị trường trâu đó mình kiếm cơ hội để mình bán ra để mình chốt lời, chứ không phải mình kiếm cơ hội để mình mua vô. Cứ mình mua vô đó là trong cái thị trường gấu, cứ mà con gấu nó quýnh nó sập giá chứ nữa, 70%, 80%, 90%, 95%, thì lúc đó đó mình mới mua vô. Tại sao vậy? Mình mua vô gì đó, lúc đó nó sập giá rồi, bởi vì nó sập thêm nữa nó cũng không có sập thêm nhiều nữa,
ok, là mình cái rủi ro mình nó ít thấp hơn, mà cái phần lời mình, cái phần thưởng của mình nó nhiều hơn. Còn liền bây giờ mà trong cái thị trường mà châu liền bây giờ đó, mà mình mua vô đó thì nó ngược lại, cái rủi ro mình nó cao hơn, mà cúp mình đúng đó, cái lời mình nó ít hơn. Ok, bởi vì tụi anh không mua vô liền bây giờ, mà tụi anh nói nhiều hoài hết nhiều lần, mà tụi em cũng vẫn hỏi anh đó là lý do mà mỗi lần tụi em nhắn tin cho anh đó, thì tụi em hỏi là mình nên mua vô cái coin nào. Ok, thì mình không có mua vô coin nào á, thì á anh vừa nói cái đó xong đó không, thì á là nhiều người sẽ hỏi anh tài nói rằng á, mình trong cái thị trường châu liền bây giờ mình không có nên mua vô đồng tiền mới, mà lý do tại sao anh làm cái video á mà nói dù á là anh Tài á với mấy đồng xuân của anh Tài sẽ mua vô đó cái đồng tiền Sunday của cái dự án mà Sunday Swap anh chị ạ. Thì á cái lý do mà tụi anh á chịu á mà nhảy vô cái dự án Sunday Swap liền bây giờ không, là tụi anh tin rằng á là nó sẽ có cơ hội lớn trong tương lai. Tại vì nó mà làm được theo ý của nó nói đó không, nó mới là nhái được cái thằng Uniswap, cái phần mềm của Uniswap, xong nó làm trên cái hệ thống Cardano không, thì cái đó nó có giá trị dữ lắm. Tại vì nó cần cái hệ thống đó trong cái mà hệ thống mà Cardano. Bởi vì nó mới làm được đó, tụi anh chịu đầu tư vô nó. Mà cái này đó là cái lý do mà tụi anh chịu nhảy vô cái dự án này đó, giữa cái thị trường châu đó không, là tại vì là tụi anh không cần bỏ tiền ra. Tại sao vậy? Tại vì cái này đó là cái ISO. Cái ISO á bông là cái Initial Staking Offering. Là làm sao? Là liền bây giờ đó tụi anh đang đào cái đồng tiền Cardano hết mười mấy tháng này, tháng nào cũng đào tiền lãi nó vô hàng tháng. Ok, thì á là tụi anh ngưng lại cho một tháng, rồi xong rồi tụi anh á để cho mà cái tụi mà Sunday Swap nó đào đó bông, đúng không? Là cái cách mà mình đào cái thằng Cardano á, thì á là mình vô trong cái ví mình nữa, mình bỏ vô cái địa chỉ đó là mình muốn gửi cho phép cái công ty nào nó đào, thì mình cho phép cái công ty mà Sunday Swap nó đào giùm mình á, thì á là nó sẽ lấy hết trơn cái lãi mà mình đào ra, mà xong rồi trở lại đó nó sẽ trả mình á cái đồng tiền á bằng Sunday, cái đồng tiền Sunday, đúng không? Là ý mình đổi á bông là cái đồng tiền Cardano cho cái đồng tiền mới, cái đồng tiền Sunday này. Thì á mình làm gì đó thì cái rủi ro nó rất là ít. Tại sao vậy? Tại cái Cardano token đó của mình á, cái Cardano, cái đồng tiền Cardano nó vẫn còn nằm trong cái ví lạnh của mình, nó chưa mà rời ra cái ví lạnh của mình vẫn cầm đó. Rồi xong rồi cái công ty mà Sunday Swap đó, thí dụ như nó mà lừa đảo gì thì nó cũng không có lấy được cái đồng tiền của mình, tại vì mình chỉ mượn cái địa chỉ của nó, rồi xong mình cho phép đó không, là nó đào được cho cái ví lạnh của mình đó, nó đào được cái đồng tiền Cardano của mình đó đang nằm trong cái ví lạnh mình đó cho được 4 tầng. Rồi sau 4 tầng nữa đó, nó không có quyền đào nữa. Mà lỡ mà nó tiếp tục đào đó mình, thì mình chỉ thay đổi cái địa chỉ thôi. Xong cái mình bắt đầu đó. Bởi vì á là cái rủi ro đó bông là cao lắm đó, là mình mất hết 4 tầng mà cái phần lời, cái phần thưởng mà trong cái đồng tiền Cardano mà mình đang đào. Còn á tụi anh á mà quyết định đúng đó bông, mà tụi anh mà đúng trong cái vấn đề này đó, cái dự án này đó, thì á là nó sẽ trả mình á cái đồng tiền Sunday đó, xong cái tờ đồng tiền Sunday đó nó sẽ lên giá. Cái thứ hai nữa đó là mình có quyền dùng cái đồng tiền Sunday đó để mình tạo ra, tức Mỹ nó kêu cái liquidity đó, là mình tạo ra cái thị trường cho cái mà dự án mà trong cái sàn mà Sunday Swap. Như thí dụ như tụi em á mà qua cái sàn Uniswap đi, thì nó muốn tạo ra cái thị trường để cho bà con mua bán, để cho bà con giao dịch cho cái thằng Bitcoin đi, thì nó cần cái đồng tiền á là Bitcoin bên đây, và xong cộng nó cần cái đồng tiền á là Uni, đúng không? À, là cái đồng tiền Uni đó là cái đồng tiền địa phương của cái hệ thống Uniswap. Bởi vì nó dùng cái đồng tiền Bitcoin với cái đồng tiền á mà địa phương của nó kêu bằng á Uni đó, nó cộng nhau đó thì nó tạo ra cái thị trường đó cho để cho bà con mua bán hay là giao dịch trong cái đồng tiền Bitcoin. Còn á bà con muốn tạo cái thị trường á cho cái thằng ETH đi, thì bà con phải bỏ vô đó là cái đồng tiền ETH với lấy cái đồng tiền á mà địa phương mà của cái hệ thống mà Uniswap kêu bằng Uni đó, xong rồi cộng hai cái lại, xong nó tạo ra cái thị trường á cho mà cái ETH. Thì á là bên hồi nãy nói rằng là cái dự án Ethereum thì nó có cái sàn Uniswap, còn bên cái hệ thống mà Binance Smart Chain thì nó có cái sàn kêu bằng là PancakeSwap, ok, là bánh ăn sáng đó, ok. Thì cái PancakeSwap này thì cái đồng tiền địa phương của nó đó là nó kêu bằng là cái đồng tiền này nó kêu bằng là cái cake,
Bởi vì em muốn tạo ra cái thị trường để cho bà con mua bán hay là giao dịch trong cái thằng Bitcoin á, thì mình phải lấy cái đồng tiền Bitcoin với mình lấy cái đồng tiền địa phương của cái hệ thống PancakeSwap đó kêu bằng cake á, xong mình hai cái mình trộn chung nhau đó thì nó mới tạo ra được cái thị trường đó. Ok, thì á là mình muốn tạo ra cái thị trường ETH đi, thì mình lấy cái ETH với cái đồng tiền địa phương trong cái dự án mà Uniswap đó kêu bằng cake đó, mình cộng lại á thì nó mới tạo ra cái thị trường á cho bà con á mua bán với giao dịch á, cái đồng tiền ETH được. Thì á trong hết trơn mấy dự án của mình á, nó nháy hết trơn mấy cái dự án này qua bên cái hệ thống Cardano á, thì nó sẽ tạo ra cái hệ thống kêu bằng Sunday Swap. Thì nó muốn tạo ra cái thị trường cho bà con mua bán hay giao dịch trong cái thằng Bitcoin á, thì nó phải lấy cái Bitcoin với cái đồng tiền mà địa phương của cái hệ thống mà Cardano đó kêu bằng đó là Sunday đó, sau hai cái nó cộng chung nhau đó nó mới tạo ra cái thị trường được. Nó muốn làm ra cái thị trường cho ETH á thì nó phải lấy cái đồng tiền ETH sau nó cộng với cái đồng tiền địa phương của mà cái hệ thống Sunday Swap đó kêu bằng đó là Sunday đó, hai cái nó cộng chung nhau đó thì nó mới tạo ra được cái hệ thống đó để cho bà con nó mua bán với giao dịch cái đồng tiền ETH trên cái hệ thống mà Sunday Swap. Thì á, cái quyền lợi của cái người chủ của cái đồng tiền Sunday này là cái gì? Thì á, hết trơn mấy cái phí giao dịch mà nó xảy ra trong cái hệ thống mà trong cái sàn mà Sunday Swap đó, thì á, nó trả cái phí đó, cái phí đó bao nhiêu đó thì sẽ chia cái tiền lợi đó ra cho mỗi người chủ của cái đồng tiền mà Sunday Swap này. Ok, của cái đồng tiền, cái người mà cầm, người chủ của cái đồng tiền Sunday đó thì nó sẽ chia phần lợi, cái lợi nhuận đó, của cái phí đó không, cho mọi người. Ok, thì á, anh nghĩ rằng á, là cái này nó xứng đáng để cho mình đầu tư vô. Bởi vì á, là anh sẽ nói với mấy đứa học sinh của anh đó không, với bình phe của tụi anh đó, sẽ bỏ ra hết 4 tầng á, mình chịu mắc hết 4 tầng á, cái lãi của đào cái thằng Cardano đi. Nhớ nghe, cái thằng Cardano nó đào một năm nó trả 5% trong cái đồng tiền Cardano, thì mà mình mắc hết 4 tầng đi, rồi xong cái mình cho nó phép cho tụi mà Sunday Swap á, nó đào cho mình đó, xong cái nó lấy cái lãi, xong rồi là trả lợi đó, nó sẽ trả mình đó cái đồng tiền Sunday, thì theo cái đó mình sẽ được cái đồng tiền Sunday, xong mình chỉ cầm đó. Ok, xong mình quyết định sao, mình coi nó lên giá nó lên xuống sao, xong mình bán ra cũng được, hay là mình lấy đó mình tạo ra cái thị trường cho Bitcoin hay cho Dogecoin hay là cho ETH hay cái gì cũng được. Ok, thì đó là tụi anh tính làm gì đó liền bây giờ đó. Cũng anh đang làm cái video này đó thì tụi nó tính ra cái ISO này đó, biết không, trong tháng 10 mà nó bị nó hơi chảy đó, bọn tại nó phải làm cho nó an ninh đó, cho mấy cái ví nó vô khớp đó, để cho nó làm được đó, để nó đào được đó, thì nó bị trở ngại đó, bọn bởi nó đang anh đang chờ cho nó sửa xong rồi đó, rồi xong rồi nó mới bắt đầu cho bà con đào. Ok, thì lúc đó anh sẽ mà khuyên mấy đứa học sinh của anh đó nó đào theo đó, để cho nó lấy được cái đồng tiền mà Sunday đó. Ok, xong mong rằng ở trong tương lai đó nó sẽ tạo ra cái sàn mà Sunday Swap đó, rồi xong rồi nó sẽ lớn giống như cái sàn mà Pancake Swap hay là cái sàn mà Uniswap gì đó. Nó mà lớn được nghĩa bông thì đó, là cái đồng tiền Sunday đó nó sẽ có giá trị cao lắm, sao mình sẽ làm lợi nhiều lắm. Cái rủi ro là gì? Cái rủi ro trong cái dự án này đó là có thể rằng đó là mình cho nó đào giùm mình đó, rồi xong cái nó lấy cái tiền lãi của cái Cardano, xong nó bỏ chạy, nó không làm gì hết đó. Nó làm biến, nó không làm gì hết trơn đó. Nó lấy cái phần lời đó, cái lãi đó, xong nó bỏ chạy. Mình sẽ không có mắc cái đồng tiền Cardano của mình, mà mình sẽ mắc cái lãi cho hết một tháng. Thì đó là nó bỏ chạy. Cái đó là một cái rủi ro. Cái rủi ro thứ hai đó bông, là nó làm theo cái ý nó nói. Ok, nó sẽ làm theo cái lời hứa của nó. Xong rồi cũng nó làm xong rồi đó, nó sẽ bị của mình đó, bà con xài nó bị tấn công, nó bị tụi hack, nó hack cho nó tấn công nó, rồi xong bị mình sẽ mắc cái đồng tiền Sunday đó. Ok, thì cái vấn đề mà nó lấy cái tiền lãi của mình đó, xong nó bỏ chạy đó, cái đó anh không quan tâm nhiều cái chuyện đó nhiều, tại vì là nó có mấy trăm ngàn người theo dõi nó đó, rồi xong rồi nó mà làm theo cái nó mà làm 1/3, 1/4 cái lời hứa của nó không đó bông, là cái dự án nó có giá trị là bạc ngàn tỷ rồi. Ok, bởi vì anh không có thấy cái lý do gì nó bỏ chạy làm gì, tại vì nó bỏ chạy nó còn lỗ nhiều hơn á, là nó làm chỉ có 1/3, 1/4 cái lời hứa của nó thôi. Ok, thì cái đó nó bỏ chạy đó, anh không có quan tâm gì đó. Cái rủi ro mà cao nhất trong cái vấn đề này đó là anh thấy đó bông, là cuốc mà nó mở ra cái sàn mà Sunday Swap á, là nó sẽ bị bà con tấn công. Ok,
nó sẽ bị bà con tấn công, trước sau thì nó cũng bị tấn công thôi. Ok, thì lúc đó là cái nguy hiểm đó, cái rủi ro là trong cái đó, đó. Bởi vì lúc mà tụi anh làm cái này đó thì là nó cũng không có lỗ nhiều, tại vì là cái đồng tiền Cardano đó là tụi anh đã giữ rồi. Ok, tụi anh không mắc cái đồng tiền Cardano đó, nó giữ trong một ví lạnh, và xong rồi mình chỉ lấy một tháng cái lợi nhuận của mình đó, mà trong cái đào, cái vấn đề mà đào cái thằng Cardano đó là mình đó, bởi cái rủi ro lớn nhất đó, là nó bị tấn công đó, xong mình mất hết trơn mấy cái đồng tiền mà sinh đầy của mình. Thì á, cho anh á, anh chấp nhận cái đó được, tại vì cái đó không khác gì anh mất một tháng á không, mà mình đào không được cái thằng Cardano thôi. Thì anh chịu chấp nhận cái rủi ro đó. Ok, thì á, anh mong rằng á, anh giải nghĩa cái này á không, cái mà cái này là cái Sunday Swap này không phải là cái dự án này không, mà nó có nhiều cái dự án như nó gì đó không, mấy chục cái dự án như đó, nó sẽ trong tương lai nó sẽ ra đó không, nó sẽ mà khuyên bà con để cho nó đào dùm nữa, rồi xong nó sẽ cho mình cái đồng tiền của nó đó, của dự án của nó đó không. Thì đó là anh liền bây giờ nó có nhiều cái dự án gì đó, chứ không phải là chỉ có cái dự án mà Sunday Swap này không. Cái lý do anh chỉ chú ý vô cái Sunday Swap này không là tại vì nó là cái dự án anh hiểu được, anh biết là cái giá trị của này đó không. Nó mà làm được 1/10 cái dự án của thằng Pancake Swap, hay là 1/10 cái vấn đề mà của thằng Uniswap đó không, là nó cái giá trị đã hết mấy ngàn tỷ rồi. Ok, bởi vì là anh chịu chấp nhận cái đó. Còn mấy cái dự án kia đó không, tại sao anh không đầu tư vô nó? Tại vì anh chưa hiểu rõ cái giá trị nó là ở đâu. Cái gì mà anh không có hiểu rõ cái giá trị của nó đó không, thì anh không có đầu tư vô được. Ok, với lại cái thứ hai nữa là anh đang cầm cái đồng tiền Cardano rồi, anh đang cầm nó, anh đào hết mười mấy tháng rồi. Bởi vì là anh mất một tháng cái lợi nhuận của cái đào mà Cardano vô, anh không quan tâm gì cái chuyện đó, bởi vì anh chịu chấp nhận cái rủi ro đó. Ok, thì cảm ơn các em coi video này ha. Xong rồi có gì đó anh em mình gặp sau trong cái video khác trong tương lai. Tụi em có ý kiến gì cho anh làm cái video mới đó không, thì tụi em ghi xuống cái comment ở dưới đó, rồi xong rồi anh thấy đó, xong rồi anh rảnh đó, anh sẽ làm cho tụi em. Ok, cảm ơn các em coi cái video ha. Xong rồi có gì đó anh em mình gặp lại sau trong cái video khác trong tương lai.